Xin chào cả nhà. Giờ là 10 giờ. Hôm nay là ngày rằm. Quán mình cũng rất đông nè các bạn. Lâu rồi. Mình quay. Hôm nay mình quay quán mình chút xíu giới thiệu món ăn cho mấy anh chị, cô bác ha. Đây là Nhiêu. Nhiêu Thái. Nhiêu Thái. Trứng gà nướng Thái Lan đó các bạn. Đây là bạch tuộc. Bạch tuộc. Đây là bạch tuộc. Chân gà. Chân gà nướng. Chân gà nướng. Quán mình là 271. 271 ha. Lâu lắm rồi mình không có quay giới thiệu món ăn qua cái mùa dịch này rồi, hết dịch rồi, chứ mấy anh mấy chị á mà ở nước ngoài hen về nhớ ghé qua quán em ủng hộ nha. Ê, mấy anh mấy chị ở thành phố cũng vậy nha, khi nào rảnh á ăn ở đâu cũng vậy, ghé quán em ủng hộ giùm em cảm ơn nha. Quán em địa chỉ là 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, em bán cổng trường Đại học Sư phạm ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà quán em đặc biệt là cái tên là 271. Em bán từ là 5 giờ chiều cho đến 2 giờ sáng. Dạ, ngày nào em cũng bán. Sau qua clip này á, em cảm ơn mấy anh mấy chị nha, rất nhiều trong thời gian qua đến quán em ủng hộ, em cảm ơn rất nhiều. Em cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã đến quán em ủng hộ và sau đó gửi cho em một số tiền để đi làm từ thiện giúp những có người hoàn cảnh khó khăn. Sau những lần phát khẩu trang miễn phí ở thành phố và về Bến Tre và chuyến đi ở Vũng Tàu, ở Bà Rịa Vũng Tàu để giúp mọi người kiếm thị 50 phần. Thì sau đó những phần quà về 300 phần về Ba Tri thì cũng là số tiền của Mạnh Thường Quân đã tin tưởng em và ủng hộ cho em giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn. Em thay mặt các bà con nghèo cảm ơn các Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã tin tưởng em và trao cho em một món quà đó để em đi giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Thì sau đây em cảm ơn, em cảm ơn rất nhiều và chúc mấy anh mấy chị được nhiều sức khỏe. Và nếu mấy anh mấy chị ở nước ngoài á mà hết dịch có về nước á, nhớ ghé quán em ủng hộ cho em nha. Và em cũng muốn gặp mặt mấy anh mấy chị, điện thoại cho em đó, thì chỉ mình điện thoại trao đổi với qua thôi. Nhưng mà do có mùa dịch này mà mấy chị làm ăn cũng khó khăn quá, thì ở đây tụi em mà có một hoàn cảnh khó khăn thì mấy chị đã hỗ trợ. Mà giờ nghe mấy chị ở ngoài đó thì cũng gặp mùa dịch này làm ăn không được, thì em chỉ biết là cầu nguyện chúc mọi người nhiều sức khỏe thôi, chứ cũng không biết làm sao để giúp đỡ cho mọi người. Thì thôi, em thay mặt các bà con nghèo em cảm ơn mấy anh mấy chị rất nhiều. Mấy anh mấy chị á nhớ đến quán em ủng hộ nha. Hết dịch rồi em bán là địa chỉ quán em.